Hello, xin chào các bạn Siêu giải Naoi đã kết thúc với chức vô địch thuộc về thần chớp Hikaru Nakamura Chúng ta tiếp tục quay trở lại với chuyên mục các ván cờ theo cầu Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ giữa thần chớp Hikaru Nakamura và đại kiện tướng người Nga Boris Sachenko Trong khuôn khổ giải vô địch cờ chớp thế giới được tổ chức tại thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2014 Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Mr. B6 Bà nói rằng ván này Hikaru phong mã và hai mã có thể thắng được một hậu nghe có vẻ sai sai các bạn nhỉ bởi vì một vua và hai mã còn không thể chiếu hết được một vua đơn độc thì tuổi gì mà thắng được một hậu và để xem có đúng là hai mã thắng được hậu hay không mời các bạn theo dõi ngay sau đây ở ván này Hikaru được cầm quân trắng đi trước anh mở màn với nước tốt e4 Sachenko đáp trả bằng nước tốt e6 triển khai thế trận phòng thủ pháp Thông thường thì trắng sẽ phát triển tiếp mã F3 hoặc là C3. Cũng có thể là sẽ đẩy tốt D4. Nhưng mà thực tế trắng lại đi hậu E2, một nước đi yếu hơn cả vì không phát triển theo đúng trình tự quân nhẹ trước, quân nặng sau. Đã thế còn bịt mất đường phát triển của tượng trắng. Đen thì vẫn như thông thường, phát triển mã C6. Giờ trắng mới phát triển mã F3. Đen phát triển tiếp mã F6. Trắng đẩy tốt D4 mở đường cho tượng phát triển đen để tốt d5 gã đổi trắng không đổi tốt với đen mà đẩy tốt e5 tấn công mã đen đen chạy mã e4 chiếm lĩnh trung tâm trắng phát triển mã d2 gã đổi với quân mã mạnh ở trung tâm của đen đen không đổi mã mà đẩy tốt f5 củng cố vững chắc cho mã trắng bắt tốt qua đường luôn mã đen ăn về trắng đẩy tốt g3 mở đường cho tượng phát triển để chuẩn bị nhập thành đen cũng lên tượng d6 chuẩn bị nhập thành Trắng chưa vội nhập thành mà để tốt C3 bảo kê cho tốt D4. Đen theo cơ hệ nhập thành. Trắng vẫn chưa vội nhập thành mà nhảy mã lên E5 kiểm soát trung tâm. Nếu mã đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại mã đen tấn công đối tượng và mã đen còn lại. Còn nếu tượng đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen. Nên chạy mã về D7 hai mã dồn lực tấn công lại tốt trắng thì trắng để tốt F4 bảo vệ vững chắc cho tốt E5. Lợi thế vẫn sẽ nghiêng về bên trắng. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám lấy tượng hay mã ăn mã trắng Mà lùi mã về D7 Xong mã cùng tượng kết hợp mà có thể diệt được mã trắng Trắng để tốt E4 củng cố vững chắc cho mã Mặc dù vậy đen vẫn quyết định đổi mã với trắng Diệt ngay quân mã mạnh đang chiếm lĩnh trung tâm Trắng lấy tốt D ăn lại mã đen và tấn công tượng đen Đen chạy tượng C5 Trắng nhảy tiếp mã B3 tấn công tượng đen Đen chạy tượng B6 Trắng phi tiếp tượng lên E3 gạ đổi và chuẩn bị nhà thanh. Đến không đổi tượng với trắng mà lùi mã về E7 mở đường cho tốt C7 tiến lên. Nếu trắng đổi tượng với đen thì đen lấy tốt A ăn lại mở đường cho xe kiểm soát cột nở mở A. Không có lợi cho trắng khi nhập thành dài. Do đó trắng cũng không đổi tượng với đen mà phi tượng lên H3 gây sức ép lên tốt đen E6. Đen nhảy mã F5 dồn quân với tượng tấn công tượng trắng ở E3. Trắng nên đổi tượng lấy mã của đen Nếu tốt đen ăn lại tượng trắng Thì trắng sẽ có được một quân tốt thông Ở trung tâm bàn cờ Do đó đen lấy xe ăn lại tượng trắng Trắng nhập thành dài Đưa xe sang D1 kiểm soát cột nửa MD Đen đi hậu E7 Tránh khỏi cột nửa MD Trắng dịch vua sang B1 Một nước đi dự phòng thường thấy khi nhập thành dài Đen lên tượng D7 Mở đường cho xe xuất chiến Trắng bình xe 1 trông quân hậu trên cột E đen lùi xe về F7. Trắng đẩy tốt C4, gạ đổi. Nếu không đổi thì trắng sẽ đẩy tốt lên C5 bắt chết tượng đen. Nhưng mà nước đi này có vẻ không được chuẩn cho nó lắm. Bởi vì tượng đen ăn tượng trắng, hậu trắng ăn lại tượng đen. Tốt đen ăn C4, thế là đen lãi được một tốt. Trắng chạy mã về D2, tấn công lại tốt đen. Đen để tốt B5, bảo kê cho tốt C4. Trắng nhảy tiếp mã lên F3. Đen lên tượng C6, kiểm soát đường chéo lớn. Trắng nhảy mã D4 kiểm soát trung tâm và tấn công tượng đen. Đen không chạy tượng mà lùi hậu về E8 bảo vệ tượng. Trắng không đổi mã lấy tượng của đen mà để tốt G4 làm bàn đạp đẩy tốt lên F5 gạ đổi. Đen lên tượng D5 liên kết chắc chắn với các tốt và bịt cột mở E lại. Trắng lại chưa vội đẩy tốt lên F5 mà lùi mã về E2. Khả năng định nhảy lên C3 để tấn công tượng đen. Đen liền đẩy tốt B4 trả lại ngay. Giờ trắng mới để tốt F5 gạ đổi. Đen không thể đổi tốt trắng vì xe trắng sẽ thịt mất tượng đen ngay. Do đó, đen lựa chọn đẩy tốt xuống C3 gạ đổi nhằm mở cột B cho xe của B8 tấn công vua trắng. Ở đây trắng có thể phế xe ăn tượng đen rồi đẩy tốt thông lên E6 thì tuy kém chất nhưng mà trắng lại có thế công rất mạnh. Tuy nhiên thực tế thì trắng lựa chọn đẩy tốt B3 tránh giao chiến và đây là một sai lầm. Vì đen có thể phi ngay hậu lên C6 Dọa đẩy tốt xuống C2 chiếu bắt xe Tuy nhiên thực tế Thì đen lại đẩy tốt A5 Liên kết các tốt cánh hậu thành một hàng rào vững chắc Lúc này trắng sau khi lỡ một nước Cũng nhìn ra đường sáng Liền phế xe ăn tượng đen Tốt đen ăn lại xe trắng Trắng đẩy tiếp tốt E6 tấn công xe đen Đen nên chạy xe E7 Vừa chặn đường tốt trắng tiến xuống và Vẫn duy trì bảo vệ tốt C7 Nhưng mà đen lại chạy xe F6 chắc là định qua H6 để tấn công tốt trắng H2. Thế là trắng phi ngay hậu lên C5 tấn công đôi tốt C7 và D5. Ở đây đen có thể qua xe H6 tấn công lại tốt trắng H2 hoặc có thể đẩy tốt C6 bảo kê cho tốt D5. Nhưng mà thực tế thì đen lại vội vã đẩy tốt A4 gạ đối. đổi tốt thì các cột được mở ra cho đen dễ dàng tấn công. Cho nên đương nhiên trắng không chịu đổi tốt rồi. Trắng cũng không vội lấy hậu ăn C7, D5 hay là B4 mà nhảy mã lên D4 kiểm soát trung tâm, mở đường cho xe kiểm soát cột nửa E. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là hư chiêu, còn hữu chiêu chính là để tốt G5 tấn công xe đen, buộc đen phải chạy xe về F8. Đen chắc cũng đoán được ý đồ này, nhưng mà cứ lấy tốt ăn B3 trước đã nhằm mở cột A. Tốt trắng ăn lại B3. Giờ đen mới để tốt H6 chặn đường tốt trắng G5 Mặc dù đã ngăn cản được tốt trắng G5 nhưng mà xe đen lại bị mắc kẹt, chỉ có thể di chuyển lên xuống F8 và F6. Lúc này hậu trắng thì tốt nào của đen cũng được. Nhưng mà chắc là sợ các cột bị mở ra sẽ không có lợi cho nên trắng cứ để yên đấy mà dừng tiếp tốt H4 gia tăng sức ép. Đến đây đen biết là không thể cùng lúc bảo vệ cả ba quân tốt cho nên lựa chọn của hậu F8 gạo đổi hậu. Nhưng mà đây lại là một sai lầm. Nếu tận dụng được sai lầm này, trắng lên lấy hậu thịt ngay tốt đen D5, dọa đẩy tốt E7 chiếu mở bắt hậu. Tuy nhiên, trắng lại vội vã đẩy ngay tốt E7 tấn công hậu đen. Tốt đen chạy ngay hậu lên F7 bảo vệ tốt D5 làm cho trắng hết chiếu. Trắng qua hậu B5 kết hợp với xe bảo kê cho tốt thông phong cấp. Đen bình xe 8 chặn lại ngay và kết hợp với hậu tiêu diệt tốt thông của trắng. Trắng phi hậu D7 kết hợp với xe bảo vệ tốt thông. Nhưng đây tiếp tục là một sai lầm. Nếu tận dụng được sai lầm này, đen nên qua xe D6 tấn công hậu trắng. Hậu trắng ăn C7 thì đen hậu F6 vừa tấn công mã trắng, vừa tấn công tô trắng H4. Trắng lúc này mất đi thế tấn công lại kém chất hơn, cho nên lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không qua xe D6 mà lại lên vua H7. Tưởng giúp vào H7 sẽ an toàn, nhưng đây lại là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Trong đi sàn vai Trắng để tốt G5 gạ đổi Dọa đẩy xuống G6 chiếu bắt đầu Đen chắc chắn mất xe trong tình huống này Đen buộc phải đổi tốt với trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Tấn công xe đen Vẫn dọa G6 chiếu bắt hậu. Đen chạy xe D6 tấn công lại hậu trắng Tốt trắng vẫn G6 chiếu Xe đen ăn G6 Tốt trắng ăn xe đen Hậu đen ăn tốt trắng chiếu như vậy đèn hy sinh quân xe để ăn lại được hai quân tốt đang uy hiếp cực lớn về phía vua và quan trọng hơn lại chiếu được vua trắng cho nên sẽ nắm được thế chủ động. Trắng với lợi thế hơn một quân mã, lui hậu về cản chiếu, ép đen phải đổi hậu. Hậu đen ăn hậu trắng, mã trắng ăn lại hậu đen. Đen đi vua G6 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã D4, đen đi vua F6 kết hợp với xe gây sức em với tốt thông của trắng và mở đường cho tốt G7 tiến lên. Trắng nhảy mã C6 tấn công tốt đen B4, đen để tốt G5 tiến lên phòng cấp. Mã trắng ăn B4 Đen đẩy tiếp tốt D4 Ở đây trắng thể nhảy mã D5 Chiếu bắt tốt C7 Nhưng mà trắng lựa chọn lên vua C2 trước Chặn đường hai tốt thông của đen Đen liền đi vua F7 Tránh bị mã trắng chiếu bắt tốt Trắng đi mã C6 Đen đẩy tốt xuống G4 Trắng đi vua D3 Tấn công tốt đen D4 Đen đẩy tốt xuống G3 Vua trắng ăn D4 Đen đẩy tốt xuống G2 Vua trắng ăn C3 đen bình xe G8 bảo kê cho tốt thông phong cấp. Trắng qua xe G1 chặn lại, đen lùi vua về E8 cũng chặn tốt thông của trắng. Đúng là lợi thế cho trắng đã là cực lớn rồi. Và tiếp theo, mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn tay nhanh hơn não của cả hai kỳ thủ mà mình sẽ nick nhanh đến nước thứ 85. Rồi, đến nước thứ 85. Nếu bây giờ trắng phong hậu thì hậu đen a3 chiếu hết ngay. Do đó, trắng tôi lựa chọn chính xác là phòng mã chiếu. Đen chạy vua F8, mã trắng ăn tốt đen, hậu đen a3 chiếu, trắng chạy vua B6. Ván cờ được đưa về thể loại song mã đấu hậu. Với thế cờ như này, hậu đen có thể dễ dàng chiếu vĩnh viễn, ván cờ sẽ hoa Hoặc đơn giản hơn, đen chỉ cần thí hậu ăn tốt trắng thì một vua và hai mã không thể dồn chiếu hết được một vua đơn độc ván cờ cũng sẽ hòa rõ ràng 99,9999% là ván cờ này sẽ hòa không thể chối cãi được nhưng chính lúc này kỳ tích đã xảy ra đen vì tay nhanh hơn não đã đi vua e7 và đây là một nước đi không đúng luật một nước đi phạm quy Nakamura ngay lập tức chỉ tay nói với Sachenko rằng nước đi này không đúng luật các trọng tài cũng lập tức chạy ra xem nhưng mà không cần các trọng tài chạy ra Sachiko bắt tay hikaru chấp nhận kết quả thua như vậy không phải là song mã có thể hủy diệt được một hậu như yêu cầu của bạn ở trên comment mà do phạm quy cho nên hikaru mới giành được chiến thắng đúng là cờ chớp tay nhanh hơn não thì điều gì cũng có thể xảy ra được nhá ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại